Tại lễ ra quân huấn luyện năm 2023, Lữ đoàn 167 Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đứng chân tại xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu triển khai kế hoạch tiếp tục thực hiện đột phá huấn luyện, cơ bản làm chủ chuyên sâu trong khai thác sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật và thực hiện quy tắc an toàn, lấy nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo thêm lục địa của Tổ quốc và xây dựng quân chủng vùng Lữ đoàn cách mạng chính quy, tinh nhuệ hiện đại là mục tiêu huấn luyện. Lữ đoàn 167 phấn đấu kết quả kiểm tra kết thúc huấn luyện 100% đạt yêu cầu, trong đó đối tượng sĩ quan đạt trên 85% khá giỏi, bắn đạn thật trên biển đạt 100% khá giỏi, không để xảy ra mất an toàn trong huấn luyện.